À, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục cái khóa nguồn xung nhé. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thực hành nhé, thực tế nhé. Đây mình đang gặp một cái con nó sử dụng một cái máy giặt Samsung. Các bạn thấy không ạ? Thì nó có một cái khối nguồn xung đây các bạn này. Đây khối nguồn xung này. Đấy. Đối với cái con này thì nguồn xung của nó thì nó lại không các bạn nhìn này. Nó không sử dụng ốc tô quang để hồi tiếp. Con này là con đường ACDS nhé. Đây các bạn nhìn này, nguồn xung của mình này nó không có ốc tô quang. Đấy. Thế thì nó dò sai kiểu gì đúng không? Trong khi con này hiện giờ ấy, của mình nó đang bị bệnh như các bạn nhé. Bệnh nó là nguồn ra không đủ. Khi nguồn ra không đủ thì máy của mình nó không mở được nguồn. Đây mình sẽ đo bạn xem nhé. Đây bạn đồng hồ thang 10V này. Mình sẽ đo cho bạn xem này. Đây là mát này. Nguồn nằm đây này. Nguồn 12 đây này. Các bạn thấy không ạ? Nguồn lúc này của mình nó ra được khoảng độ chưa đến 1V. Đấy, tuy nhiên có những lúc ấy thì điện áp lại ra, nó ra nhưng chỉ không đủ điện áp. Bây giờ mình cho bạn về thang 1000V đo 318V cho bạn xem nhé. Đây 318V ở bên dưới này. Xem nào, 318 ở đây. Đây, trên đầu con tụ lọc này. Các bạn thấy không ạ? Có đủ 318V. Tuy nhiên là nguồn ra của mình nó không có này, các bạn thấy không ạ? Này, bấm là không tác dụng gì. Thế thì để mà làm được cái khối nguồn này thì mình phân tích khối nguồn này trước nha các bạn nhé. Đây mình đã ngồi mình vẽ lại các bạn xem. 318V này. Anh xem luôn. 318V này. Vào chân biến áp, con này nó không có đường dò sai về ở bên thứ cấp về. Vào chân biến áp này, vào chân 1 ra chân 2 này. Để cấp vào chân số 1, 2, chân 3 bỏ chân 4 này, gọi chân D. Chân D sòn. À đúng không? Biến áp vào đây. Điện áp từ cái cuộn đề B cộng này đúng không? Thì sau cái cuộn B cộng nó chính là chân D xoà, đúng không? Nó đi vào cực nào thì cực đấy là cực D xoà. Đấy. Tiếp theo này. Chân 5 6 7 8 chân này nối mát. Nối mát nha các bạn nhé. Thì chân này gọi là chân S. Thế chúng ta tra ra. Khi chúng ta tra ra ấy, thì các bạn nhìn thấy có chân nó đề là chữ BD BP và chân đề là FP. FP này là chân dò sai. BP này nó chính là chân hồi tiếp duy trì động nha các bạn nhỉ. Đây là cuộn hồi tiếp này. Nó nắn qua con diode D1021 lọc bởi con CE104. Rồi sau đi qua con điện trở R108 để đi về chân số 2. Chân này chính là chân VCC nha các bạn nhé. Đấy, như trong cái ký hiệu một số con nó đề là chữ BP. Đấy thì chúng ta cũng phải hiểu đây là chân rồi sai. Thế thì con này khi đi áp ra cao hay thấp thì nó phụ thuộc vào đường này các bạn. Nó đi qua con R109, R114 này, phân áp ở R113 này để đi về chân 1 này, chân này đóng vai trò chân dò sai. Thì tại chân số 2 các bạn này có một cái con 431 nhé, RKA này. Đấy. Nó sẽ đi lấy cái đường này các bạn này. Nó lấy cái đường từ 308V nó đi ra đây, đi qua R104, 106, 111, 112 và phân áp bởi R115 và 117. Sau đó đi về đây. Nó đi về chân R con này để con này sao? Nó khống chế cái đường nguồn ở chân số 2 này. Cái đường này nó chính là đường bảo vệ điện áp dâng cao. Đúng không ạ? Nếu mà trường hợp mà điện áp mà đầu vào mà bị dâng cao ấy, thì điện áp đây sẽ dâng cao và nó sẽ làm mất luôn điện áp ở chân số 2 này. Tức là làm cho điện áp chân số 2 bị mất luôn. Khi mất điện áp chân VCC thì con IC không làm việc. Thì đây chính là cái mạch của nó nhé. Con này của mình đây này. Bây giờ là thỉnh thoảng nó lại chạy mà thỉnh thoảng lại không. Thế nhiệm vụ của mình bây giờ là mình phải đo. Đo nha các bạn nhé. Đây mình sẽ đo bạn xem. Đo thử xem là nó có chạy không nhá. Mát này. Đâu có chân đấy đâu, đây này. Cái chân đi qua mấy con điện trở này. Đấy, điện áp ở đây bây giờ mình đang đo nó là được là tầm gần 3V. Gần 3V. Bình thường con 431 đây này, con nhỏ nhỏ đây các bạn này. Chân R nó phải rơi vào khoảng 2,5V. Thế bây giờ mà nó rơi vào gần 3V ấy. Này, điện áp ở chân này này. Nó rơi vào gần 3V này. Thì thường thường ấy là do gì ạ? Một ấy là do những con trở này bị chập này, đúng không? Hoặc là một trong hai trở dưới này bị đứt này thì làm cho nguồn này dâng lên. Các bạn nhé. Đấy thì bây giờ mình để mà mình sửa thì bây giờ mình sẽ rút điện ra nhé. Mình sẽ tách thử một trong những con điện trở ra. Tách ra, tách mạch bảo vệ ra nhé. Để xem là nguồn nó có dâng lên nguồn ra hay không. À, mình sẽ tách thử nha.
Đấy. Mình tách mấy con điện trở này ra. Tách ra đừng để chạm chỗ khác nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta tách ra và chúng ta thử lại này. Thử lại để xem là tình hình là nó được hay chưa nhé. Cắm điện nhé. Cắm điện đo nguồn ra nhé. Vẫn chưa có nguồn ra. Nguồn ra vẫn yếu các bạn. Nguồn ra vẫn yếu. Thế bây giờ mình sẽ đo chân VC xem có điện áp hay không nhé. Cách làm mát này, vấn đề mát này. Đấy, đo nguồn VC xem có hay không. Đây này các bạn này, mất điện áp ở VCC này. Mất điện áp ở chân VC. Cái trường hợp mà mất điện áp ở chân VC này thì còn một nguyên nhân nữa này các bạn này. Mất điện áp ở chân VC này. Có thể là con IC này đang bị dò đúng không? Dò KA. Dò KA. Hoặc là con tụ ở trên này nó đang bị chập này. Đúng không? Nó cũng gây ra được mất điện áp ở đây. Đã. Thế bây giờ mình sẽ tách con bỏ con này ra. Các bạn nhé. Đây con 431 này, nó dán ở dưới này. Tách bỏ, đây là cái mạch bảo vệ điện áp khi nó dâng cao. Đấy, mình nhấc hẳn nó ra nhé. Nhấc hẳn con bóng này ra. Con IC431 này ra. Bây giờ mình sẽ cắm thử lại nhé các bạn nhé. Để xem tình hình là nguồn nó ra có ổn định hay không. Mình đo nhanh vào nhé. Đo nhanh vào đường nguồn. Đường nguồn 12V. Để xem nó có nguồn ra hay không. Vẫn không có nguồn ra. Không có nguồn ra. Bây giờ đo lại đường VC trên VC xem có điện áp không. Chân 2 vẫn mất điện áp này các bạn này. Chân 2 vẫn mất điện áp. Thế còn nguyên nhân nào này. Chút điện này nhá. Chân 2 vẫn mất điện áp các bạn. Chân số 2 vẫn mất điện áp này. Thế chân 2 mất điện áp còn nguyên nhân gì ạ. Có thể là chập con tụ C107 đúng không. Hoặc là đứt R108. Hoặc là con tụ CE104 này nó đang bị khô này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra sau mình chia sẻ nhé. Đây nhé các bạn nhé. Sau khi mà mình kiểm tra này, linh kiện trên cái này mạch, các cái mạch này không vấn đề gì nhé các bạn nhé. Đây này, các linh kiện trên mạch này không vấn đề gì. Thì mình phát hiện ra này, mình thay thử con tụ CE104 này. Đây các bạn. Đấy, thì bây giờ mình cắm điện mình cho các bạn xem nhé. CE104 bật nguồn này. Các bạn thấy không ạ? Đấy, bây giờ mình đo lại nguồn cho bạn xem nhé. Con này nó chỉ có một đường nguồn 12V thôi. Nên là sửa ống tương đối đơn giản đây. Các bạn thấy không ạ? Bạn thấy đo đủ 12 ạ. Đấy. Đấy, con này vậy, con này là bệnh của nó là do con tụ này, con tụ khô này. Đây. Con tụ trên đường nguồn hồi tiếp duy trì dao động nha các bạn nhé. Hồi tiếp vị trí động này. Đấy. Cái con này nó còn bệnh lạ một cái này này. Mà thỉnh thoảng lúc mà nó ra nguồn ấy, mình thấy là nguồn nó còn yếu cơ. Nguồn yếu. Nguồn mà yếu hay là khỏe thì nó phụ thuộc cái đường này này các bạn này. Phụ thuộc cái đường này. Đấy. Đấy. Cái đường này mà về đây mà yếu khỏe phụ thuộc vào đường mà có chữ FB này nhé. Con này là không dò sai trên đường đầu ra mà nó dò sai trên chính cái đường nguồn đầu vào. Nếu mà nguồn đầu vào tăng đúng không ạ, thì các cái điện áp này cũng sẽ tăng này, thì làm cho cái đường này về đây báo về chân số 1 này cũng tăng theo này. Đấy, khi báo ở chân cái đường báo về chân số 1 tăng thì bắt đầu là con IC làm việc giảm đi để cho điện áp ra đây đúng. Lúc nãy mình vừa mới kiểm tra mình nhấc con này ra rồi mà vẫn không được này. Đấy, cái con này thực ra nó chỉ là con bảo vệ nhé. Đây để mình hút ra cho bạn xem nhé, hút bỏ luôn cái con này ra. Nhấc luôn đây các bạn nhìn này, đây có mấy con điện trở trên đường mấy con trở trên đường này. Đấy. Đây bạn nhìn nhé.
Đây, hoặc là mình nhấc luôn cái con bóng này ra nhé, con IC431 đúng không? Đây, mình sẽ nhấc luôn con 431 này ra mình cho bạn xem này. Nếu mà trường hợp mà ngày mai mà thấy nếu mà ngày mai mà các bạn thấy cái trường hợp mà các bạn thay các bạn nghi ngờ, các bạn nhấc cái đường này ra, bởi vì nhiều khi cái đường này nó cũng sinh ra bệnh đấy. Đây nhá, mình nhấc luôn cái con, nhấc luôn con 431 ra nhá. Cho chạy thử nhá. Dĩ nhiên là các bạn phải đợi cho nguội nguội tí, bởi vì nóng cái này là dễ làm chết đi xe đó. Đấy, nóng lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ đo các bạn này. Con này nó sẽ bảo vệ khi mà điện áp dâng cao. Điện áp dâng cao thì nó sẽ bảo vệ. Đây là dương này, đây là âm đúng không? Bây giờ mình sẽ cắm điện này. Cắm điện nhá. Bạn thấy không ạ? Vẫn ra nguồn 12 bình thường. Đúng không? Đấy. Các bạn nhìn này. Đấy. Thế khi ngày mai các bạn phân tích, các bạn phải biết được, phân tích được các cái linh kiện trên đời này đúng không? Đấy, các bạn nhìn này. Nếu mà hoạt động bình thường thì cái chân R này với chân A này nó rất là bình thường, làm cho con 431 này của mình không dẫn. Lúc đấy mình đo là mình đo nhầm ấy nhá. Mình đặt đồng hồ thang 2.5 nhưng mình đọc thở thang 10. Chứ còn điện áp đây lúc này nó, lúc đấy mình đo là nó được khoảng độ có 0.1V thôi. Đấy, chuẩn ra con này, muốn con này nó dẫn này thì phải tầm 2.5V. Đấy. Khi mà điện áp đầu vào này mà bình thường thì điện áp đây nó thấp thấp này. Khi điện áp đầu vào mình dâng cao thì nó sẽ, con này chân R và A sẽ lớn này. Nó sẽ dẫn từ K sang A khỏe và làm mất điện áp ở chân VCC đi. Chân VCC mất điện áp thì con này không làm việc. Đấy, nó bảo vệ khi điện áp đầu vào cao. Đấy, còn cái này này là mạch dò sai này, nó bảo vệ khi điện áp đầu vào dâng cao hoặc tụt thấp. Đấy, thế khi mình đã hiểu rồi thì những con điện trở này này, kể cả nó hỏng thì không vấn đề gì đúng không? Tuy nhiên, khi mà những con điện trở này nó bị đứt này, điện áp đây sẽ dâng cao lên, đúng không? Điện áp đây dâng cao thì nó sẽ làm cho con này mất nguồn ra. Đấy, nếu mà các bạn muốn, đây mình nhấc thôi. Rồi, chúc các bạn làm thành công nhé.